là nó cũng không còn chỉnh quá mạnh nữa rồi. Như bi PVD này, cái nhóm này thì em đã nói 4-5 hôm rồi, ai thoát được thì khá là ok. BSR cũng vậy này, BSR thì ngày mai nó có nhúng về loanh quanh 14, đầu phiên về 14 này là chơi được đấy, đánh T thôi. Nhìn chung thì nó cũng chạy là ná giống nhau, và cũng đã em cũng đã đề cập đến cái việc này khá là lâu rồi nhá, buổi nào cũng nói rồi. Nó cũng đi được 3-4 cây rồi, nhưng cái khả năng là sẽ có một cái nhịp hồi, hoặc là ít nhất là chứng lại nhá. Hoa, xin chào Hoa nhá, lâu lắm rồi mới gặp. Mai các bạn nào múc được không? Nhiều lắm, inbox anh phím rồi. Nãy giờ kể ra mấy mấy mã anh chị múc được rồi. Nói với anh chị là cuối buổi livestream thì mới chia sẻ, nhưng mà cũng chia sẻ hết từ nãy giờ. PVD này mà ngày mai có tạo gáp về cái chỗ này là bắt được này. Đây nhỉ, đấy. Về đây thì hơi khó này, về đây ngày mai T cộng về loanh quanh 18 năm này. À 10 10 8 8 19 này là bắt được này. Bắt được. BR em vừa nói rồi này. Đúng không? PVC này về trận dưới là quanh 13 này. 13 13 3 gì đó. Buổi sáng ấy cứ giảm mạnh là chúng ta chơi. Bắt nhá. Đánh nhịp hồi lên. Thế cộng rồi nhá. PLX thì phải đợi sâu sâu thì PLX kiểu quanh 34, 34. Đâu rồi, đâu rồi? Những ai còn đang kẹt hàng ấy thì theo em thì cũng không nên là ham hố mua thêm nhé. Có thể là có nhịp hồi lên thì chúng ta kéo lên, chúng ta hạ bớt những cái vùng kháng cự phía trên. Những ai chưa có hàng ấy, thích cái cảm giác mạnh ấy thì mới mua đấy nhá. Chị nhá, không phải là ưu tiên cái việc mua đâu. Nên là lý do là cái khung trung hạn nó vẫn đang khá là gay go. Ngoài cái sự hỗ trợ trên livestream này, bọn em còn hỗ trợ trên cái room cộng đồng nhé. Anh chị nào mà chưa có room cộng đồng thì join vào room, theo có đường link em để ở phần chat nhé. Ok, xin chào anh Minh Trần, anh TikTok có Thailand này, chị Dương Linh, anh Hưng Hoàng, anh Nguyễn Minh Tuấn, Tùng Trần, xin chào Hoàng NV. Lê Hoàng đẹp trai. Bá Quyền. Ôi, sẽ mất ảnh rồi. PVD nhúng về. Ok. Ok, bắt đầu trả lời câu hỏi của anh chị nhé. Cũng được luyên thuyên một tiếng rồi đấy. Những cái room ở đây anh chị có thể tham gia nhé. Có room là cộng đồng hỏi đáp miễn phí này. Room là em có những cái cuốn sách hay này mà em cũng tải lên cái room Telegram này. Anh chị có thể tham gia này. Đấy, đăng ký nhận tín hiệu này. Mai liệu có hồi không? Khả năng là hồi chị nhá. Hồi nhưng mà hồi kỹ thuật. Đánh những cái cổ phiếu mà có dòng tiền thì nó sẽ ok hơn. Bắt
đoạn đáy thì phải liều thôi. Anh chị thì cứ xanh tím gần 1055, 1065 là anh chị mua, nhưng đến lúc về 1015, 1020 anh chị lại không dám mua. Xin chào chị Dương Linh. Anh chị Quỳnh có hỏi ASM kèn 6.8. ASM 6.8 à, 8.6, anh xin lỗi. 8.6 đúng kháng cự. Theo em là kéo lên bán bớt. Bán thôi. Xấu rồi. Không thì có lực mua gì cả. Ở đây thì đang, mặc dù trước đó là cũng hỗ trợ nhưng mà không không đáng kể. Hỗ trợ hơn nữa, thấp hơn nữa là quanh vùng 7.5. Thì bây giờ 8.2 và 7.5 thì cũng mất đi khá khá đó đấy. 5 6 6-7% nữa thì theo em là bán rồi. Chị mua để mua của chị sai. 8.6 là để mua sai. Không biết là chị mua giai đoạn, nếu mà mua ở đây là sai. Mua là sai, còn mua ở cây này thì tạm thời chấp nhận được, đúng không? Vì nó thoát cản chéo vốn lượng tăng khá tốt, nhưng mà mua ở đây thì Brexit thì chúng ta phải bán luôn. Còn nếu mà mua ở chỗ này là sai này. Nếu mà 86 mua ở đây thì mấy cái hai cái này là sai. Vì ở đây là kháng cự rồi. Khi run với lại dao găm với lại mây ở đây nó trùng vào đây thì mua đúng kháng cự thì làm sao mà mua được. Xấu rồi. Chấp nhận là thanh lý thôi. Anh Nguyễn Minh Tuấn IDC có nên mua gia tăng không? Dài hạn thì tạo cái nến doji cũng có nhịp hồi, khả năng là cũng chưa thể tăng ngay được, mà dài hạn trung hạn